Thế thường là cứ ăn cơm không như thế này á? Không có gì ăn là cứ ăn cơm không như thế này à? Ừ. Trời ơi. Các bác xem cái chân này, dép thì... là to quá. Ừ, không, nhưng mà các bé vùng cao là vốn dĩ như này. Với lại thêm nữa là gia đình hoàn cảnh như này. À, vấn đề bố đấu nổi một tí rau cải là nấu chay thôi các bác ạ. Chay thì không có một tí dầu ăn hay là mỡ gì. Mà bây giờ là không lấy bố nuôi luôn. Có tí rau cải như này là ngồi tự ăn luôn. Đấy, nhìn nó ăn rất là ngon này. Đấy, và các bác thấy là bé Sân kìa. Thích cái bây giờ cũng muốn gồng lên để lên đấy, muốn đi đấy. Bé Sân muốn đi đúng không? Chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác tiếp tục quay trở lại với video của San ngày hôm nay ạ. Thì là San đang có mặt ở tại nhà của bé Sơn, cậu bé 4 tuổi mà không thể đi lại được á, đang mắc cho mình cái căn bệnh bẩm sinh từ lúc còn rất là nhỏ rồi. Các bác cô chú anh chị cũng đã biết về hoàn cảnh của gia đình. Ngày hôm nay thì là trong những vài ngày vừa qua thì phòng đã chở hết cát về ở dưới này rồi, thì nên là hôm nay tiến hành đổ cái nền ở đây và lát gạch hoa nữa các bác. Phòng ơi, ở đây anh bạn Phương Mai đây. Sơn đâu? Sơn ở đằng sau á? Thế sao không ở bên này? Hãy bảo nha, cái này cứ đổ ở bên trong và lát hết gạch hoa đi, rồi là mấy đứa mua 6 tấm bro á, về em kiếm gỗ, về em làm cái chỗ đun củi ở bên ngoài, đốt lửa nấu nướng ở bên ngoài á. Em nấu nướng ở bên trong nhà nó sẽ rất là bẩn, em hiểu không? Khi mà những cái khói, những cái bụi bẩn các thứ nó sẽ rơi xuống sàn nhà và mình rất là khó quét, rất là khó lau nhá. Khi mà lát gạch hoa lên á, cát còn, xi còn thì mình sẽ đổ nền, và đặc biệt là mấy nữa em làm xong cái bếp á, muốn đổ bếp cũng được, hoặc mình đổ đấy, và ngoài ra em muốn đổ cái đoạn đường này đúng không? Ừ, đổ cái đoạn đường này. Hôm trước đấy là em ngã ở đâu? Trước đấy là có một đợt em ngã ở đâu? Em ngã xuống dưới này mà. Đó. Tí nó đốt lửa trên này nấu ăn trên này nhé. À, cái này là hôm qua em chở nước à? Sáng nay chở, hôm qua chở? Ở cái kia đầy chưa? Đầy rồi. À, ok. Này, em cái này mua về đúng không? Nước này trẻ con nghỉ kìa, sao bẩn đấy? Thôi nhưng mà để lát nền thôi, không sao. Ê, hôm qua em chở rồi thì cũng đỡ hơn. Giờ xem bé Sân chút xem nào. Đằng sau này. Trời ơi. Bây giờ không có chỗ mát nên là ngồi ở đằng sau này. À, đi chơi nhờ. Hồi ngô tuấn tú thế này. Bé không mặc quần à? Kiếm cái quần. Nhưng mà bé, những cái bé nhỏ, đặc biệt là những cái ngày trời nắng như này á, nó sẽ dễ bị ăn tá. À, thì vừa rồi là cháu nói đến cái việc của mình lát gạch hoa ở bên trong, nhưng mà sẽ làm cái chỗ đốt, nhưng mà cái căn nhà rất là nhỏ thôi. Nên là đốt lửa bên ngoài thì nó sẽ vừa gọt gàng hơn rất nhiều. Đấy. Không nhá, mình đốt lửa bên ngoài nó sẽ nhà cửa của mình gọt gàng hơn đấy. Như cái này là cái này có nước hết nhỉ. Hôm qua là, hôm vừa rồi là ai chở với em cái này? Ai chở thôi. Một mình chở? Hai người à? Chở chở bao lâu? Chở một ngày hết không? Một ngày thôi. Chở nước, chở cái này một ngày hết. Đấy, ok, thế thì đỡ vất vả cho em. Cái chỗ này với cả cái đống cát này đổ xong là đổ kia cái chỗ đường trước, sau đó còn bao nhiêu là đổ hết nền đến đâu thì đến, sau đó là đáng lẽ là em lập từ đây này, em lập một tí đây này, em hình dung ra không hình dung ra, không biết cách làm cái như thế nào luôn, chịu, bởi vì là phòng còn trẻ đây. Em hình dung ra như này này, về đây anh bảo. Ở bên này á, là một là em sẽ trồng cái cột, một cái hai, nó vẫn tương tự như một cái nhà ấy, em hiểu không? Em lập như thế này này. Hoặc là một là như thế, hai là em như thế mới đẹp thôi. Làm cái nhà giống như một cái nhà nhỏ nhỏ xíu ấy, thì nó sẽ đẹp hơn.
sau đó là mình thêm vào cái này nữa. Có khi là em còn để một cái cửa ở chỗ này ấy, còn hay hơn á. Cái cửa vào đây vào bếp, nhưng mà sợ không có cái gì rào thôi nhỉ. Có cái gì rào không? Không có gì rào xung quanh á. Chắc là không có cái gì rào. Hơi khó một chút. Tức là cái căn nhà các bác ạ, cái căn nhà thì là không phải là nhà mình đo đạc giống như nhà xây ạ. Thì đây này các bác này, giả sử như mình đặt những cái gạch hoa lên thì nó sẽ theo một cái góc vuông thôi, bởi vì gạch hoa là rất là vuông, đúng không? Cái gạch hoa này là rất là vuông này, rất là vuông ván, nên là thành ra là mình cứ đi theo của mình thôi, chứ nó không thể nào mà nó sát ở bên này được. Cái này thì tí nữa mình chắc là chát xi lên thôi, lấp mấy cái chuồng cọp đây bên trên, ngay bên trên này là về phương mai. Phương mai mày đi đâu đó chơi về đến đây này. Chọc cái gì đấy em? Khi mà nhìn thấy em ấy chọc cái này, cháu nhớ đến cái ngày xưa lúc còn nhỏ là cây hoa chuối ở bên trong là có mật. Có mật đấy các bác ạ. Có mật nên là thường là mình hay chọc nó rơi xuống rồi mà hút. Đây là bé cũng hút. Còn không biết là các bác ở dưới xuôi thì như thế nào, còn tuổi thơ chúng cháu ở vùng cao là hay như vậy đó các bác. Cái gì đây, quả gì đây? Quả sắn à? Hả? Quả gì? Ôi trời ơi. Ngập mập này. Đây này. Nhặt về xem nào. Đây. Bác nhặt cho. Đây bên trong này có mật này các bác này. Ngay bên trong này các bác nhìn kỹ nhá. Nhìn kỹ nó sẽ có như kiểu. Đây bây giờ nó hơi mờ. Đấy, hơi khó một chút để cho các bác nhìn. Đấy, bên trong có mật nhá. Đây có mật đây. Hút đi. Hút xem nào. Biết hút rồi đấy. Không phải ăn như thế. Em dạy cho bé hút bên trong có mật đấy. Dạy cho bé hút bên trong có mật này ạ. Đấy. Đấy. Ngọt đúng không? Ngọt không? Sân ngồi đây nhé. Mấy nữa có nền nhà sạch sẽ để ngồi dưới nền nhà nhé. Nằm dưới nền nhà. Khi mà ui dồi, cái vị trí này chắc là đổ phải đổ đến đây đấy. Không nhỉ, cái này sẽ để một cái ránh nhỏ nhỏ đi qua đây thôi. Mình sẽ đổ hết từ đến vị trí này các bạn ạ. Đổ hết nền. No. Đấy nhá nào. Sao? Nó mà là. Đòi ăn cơm ăn à? Hôm nào nấu hết miếng chưa? Hết rồi. Ôi chà. Em không biết đổ cái đường này à? Không? Ừ. Nghĩa là em bảo em muốn đổ cái đường này đi vào đây thì tự đổ. Không biết làm à? Biết thì biên. À tưởng là không biết pha xi đâu chứ. Biết thì đổ đi, đổ cái đoạn trên này này, bởi vì bây giờ anh đang thấy cát nhiều quá, đang vướng chỗ rồi. Không còn nữa. Thế thì mình làm sao mà làm? Tí tức là cắt thì là như chỗ nữa thì có ai làm. Ừ, nhưng mà cắt sợ là cắt vướng chỗ. Thế là nếu mà không có gì làm ấy thì đổ dần cái này đi. Vâng. Nha. Thì một mảnh thì không làm được đấy. Hôm nay không làm được. Khó đấy, có vẻ như là tuổi trẻ đúng là không có một tí kinh nghiệm gì luôn. Không có gì, cái gì để làm, nó làm sao mà làm được ăn cái này. Nên là mọi người lấy vợ sớm cũng rất là vất vả các bạn. Lấy vợ lấy thành lập gia đình sớm á. Ở bên kia còn chen lấn nhau luôn à? Xem nếu mà giả sử như là anh thấy là cái cát này hơi vướng chỗ này, không biết là đổ nền thì vướng. Cái cát này nếu mà đổ hết cái nền là có hết không?
trồng chắc dùng không hết đâu nhỉ. Thế đủ để mà làm cái đường này còn gì nữa, đúng không? Cái gạch này là gạch hoa 40 phân, gạch màu xanh. Thì gạch này nó sẽ cũng sạch sẽ hơn các bạn. Về đây xem, nếu không thì bây giờ anh bảo này, tí nữa em, cái chỗ này người ta chưa trồng cái gì đâu đúng không? Lấy mấy cái hòn đá để chỗ này để lát nữa nấu cơm nhé. Nấu cơm cho anh em ăn này. Đây nấu cơm. Tại vì nhà em cũng chưa ăn gì đâu đúng không? Anh có mua thịt các thứ về tí nữa nấu. Mua thịt, mua dao. Tí cứ nấu cơm đi rồi anh nấu thịt cho. À các bác ạ, hôm nay thì bắt đầu làm và cũng như là chắc hôm nay ngày mai sẽ làm xong xuôi toàn bộ những cái nền cho nhà em phòng. Và ngày hôm nay ở đây cháu cũng muốn nói qua một chút về ngày hôm sau khi mà cháu lên trên nhà anh Tùng á, là con nói chuyện với em trai của anh Tùng, cũng không có biết là gia đình em trai đã đi nói chuyện với gia đình bên dưới hay chưa hay như thế nào. Và mình cũng thấy tội nghiệp là anh ấy tự một mình quyết định mọi thứ thì không thể làm được đấy. Và tưởng là nếu mà cần quần áo bẩn thì lấy một tí quần áo để lau cái khi mình lát cái nền cái gạch ấy cho đỡ bẩn. Ô cái này thì chắc là đổ nền này dưới này chắc phải đào đất vớt đi chứ nhỉ? Chắc phải đào tí đất vớt đi đấy, cứ còn không đổ lên nó cao hơn cái nền của mình ấy, đúng không? Tại vì cái nhà của mình đã thấp rồi, nếu mà giả sử như là mình lấp đất thêm ở bên trong nhà thì cái nền nó sẽ cao, nhưng mà lúc đó thì nhà nó sẽ càng thấp hơn. Chỉ có thế thôi em ạ, tí nó lấy xi đi, à lấy cát đi. Xây hết đất này. Xây hết đất rồi. Ngang cái phòng. Được 36 mét vuông hay sao ấy. Tất cả. Hay đốt lửa trên đấy à? Phương Mai đang ngồi đấy làm gì đấy? Xây rồi. Thật nghịch lửa nhá. Thế xe xa tí nhá. Tí có con đốt cứu đâu. Con máy biết trái đâu. À, có đấy, xe đi cái nó còn biết trái. Con đốt thẳng nó có sợ trái. Hôm vừa rồi quên mất không bảo. Đào lấp khoảng là 50 phân. Cái nền nữa. Lấp thì lại nhà đã thấp rồi, lại lấp nữa thì đúng là cũng mệt. Phó ơi, cái này hôm nọ nhà trời mưa nó không vào trong nhà. Nhưng mà cảm giác ở bên trong nhà thấp hơn mà. Nhưng mà anh cảm giác là như kiểu bên trong nhà thấp hơn mà. Cái chỗ này nước đi vào đâu? Hôm nọ còn ránh đâu ở đây? Về đâu? Nó đi vào bên kia. Nó không vào bên trong này. Vào bên đây mà. Nó không vào đây à? Nhìn như này cũng cao hơn hay sao nhỉ? Như kiểu thấp hơn nhỉ? Mưa thì mưa ít hơn. Không vào đây. Nhà là to, mưa chuyện là to. Nên anh mới thấy là tức là có khi đổ cái bên ngoài này các thứ là phải đào thấp xuống này, không là đổ lên nó còn cao hơn trong nhà thì đúng là mệt đấy. Bên này là mưa là chắc chắn vào này, không bao giờ không vào luôn. Vào chứ. Ừ. Thì sao em không đào cái rãnh đây? Đào thì bên kia. Đào không cho nước xuống đây à? Ừ. Thế thì em đào vào đây, đào rãnh vào đây này. Cho thì bên kia thì. À, sạt sạt đây à? Ừ. Thế thì phải đào ra bên này này.
các bác thấy là bé Sơn thì ngồi ở đây thiêm thiếp luôn, không có ai chơi cùng cả. Ăn cơm chưa con? Nó mò chưa? Giờ là cháu còn không hình dung ra như kiểu những cái vị trí này á, tức là mình phải nhiều khi phải đào thấp ở bên ngoài một chút. Cháu phải đào chứ không là nước nó chảy vào nhà. Thế cái này em phải đào cái dáng đi bên này này. Nó rất là to. Ui giời. À, bảo bé con đi sang bên này đi. Bảo vợ bé con sang bên này. Nó to quá, đốt lửa cũng không cháy luôn. Che chỗ này vào. Cái bàn này là ngày xưa nhà em làm gì? Dùng để phơi ngô á. Đấy, che xong phát là thấy ổn định luôn. Mới cháy được chứ còn không là không cháy được lửa đâu á. Đây em lấy cái hòn đá này. Lắp vào cái góc kia. Để vào cái góc đấy. Để vào bên dưới đất. Ok rồi, thế rồi. Lát cái đèn trước, tối còn có chỗ để chuyển giường vào bên trong nhà để ngủ. Đấy, bây giờ thấy ổn định. Đói chưa? Sáng nay nấu ăn gì? Thì có gì ăn thôi. Không có gì ăn à? Chị có thì một ngày thì ăn 2 lần thôi. Ngày ăn 2 lần thôi? Ừ. Thế 1 lần được? Thế không có cơ. Ăn bữa sáng bữa tối á? Ừ. Thế không có cơ thì ăn. Đó, nồi nấu cơm của nhà em á, lấy khoảng là 2 anh thợ này với gia đình mình nữa, với anh nữa, 3-4 bát đũa. Em lấy cái gì? Lấy nước. Đây nước sạch à? Ừ. Đi chỗ mẹ. Đi chỗ mẹ. Ở bên này. 3 đứa nhỏ thì phải có một người chuyên trông. Sao bên này là nó này. Đi chỗ mẹ. Nó có là nó à. Đi chơi với anh trai đi, anh trai cứ bên kia khóc kìa. Chắc Sơn đói cơm rồi đấy. Ui ui, bụi, sang bên này, bụi. Nó tấn nó đấy à. Bên kia. Nó kìa. Nó có một món à. Đã quê. Đúng rồi, nó có. Sao? Đứng nhanh nhau. Là rau cải. Rau cải, đây này anh mua rau cải này, nhà có rau cải không? Rau cải nó canh. Canh là nhán tơ. Nhà có rau cải không? Có. Rau này không sát mấy. Ôi dồi ôi. Lấy cái bát này. Lấy cái bát cho anh. Căng ngã một tí. Khi là cái thịt này cắt mà cứ như phải không phải xương mà chặt này. Ôi nhưng mà con dao này nhìn như kiểu sắt mà sao lâu quá nhỉ. Đây, cho anh không phải bát đấy. Bát ăn cơm. Bát ăn cơm ấy. Bát ăn cơm này nặng ấy. Nhưng mà đã cắt xong rồi. Thường là nhà phòng là đi bấy chuột. Ừ. Không phải. Thế thôi. Xong rồi. Cái miếng là mọi người lâu em lâu rồi không đi bấy chuột à? Không đi à? Hôm bữa là đi bấy chuột đúng không? Không có thời gian. Ừ. Bữa nay là anh quên không mua một cái sân lai để cho nhà em rửa bát các thứ. Đây này toàn là mỡ này. Đây thì cháu cho chỉ có là ngâm chẩm chéo thôi, ngâm chẩm chéo để mà mình nướng các bác ạ. Thực tế ở trên này là không có cái gì cho cả. Tránh nhá. Ui không đi dép à? Ăn thịt không? Em lấy cho anh cái đũa.
Đây là chẩm chéo của nhà chéo san nha các bạn nha. Đây, chẩm chéo đầy chưa này các bạn này. Chẩm chéo thì rất là đầy luôn, cực kỳ là thơm. Không thì lấy con dao nó cũng được. Dạ. Nhưng mà nướng hết cay quá thì các bé không ăn được. Lấy miếng để ra. Lấy miếng này để cho sơn. Đây các bác thấy này, mình để như vừa nãy là vừa rồi đấy, nhưng mà vẫn chỉ đi một tí thôi. Có cái gì nhỉ, có muối không? Các anh tìm muối. Không biết à? Không biết muối à? Không biết muối luôn. Mình có người đấy. Thơm thật đấy các bác ạ. Thơm phừng phức luôn đấy. Đấy, tại vì cháu không quên không mang cái găng tay. Nên phải dùng cái này. Wow. Thơm chưa? Các bác cứ nhào như thế này cho cháu. Ờ, à, có muối. Đổ đổ hộ anh tí tẹo muối vào đây. Tẹo muối. Mình chính thì chẩm chéo là có rồi. Chẩm chéo cũng ok. Được rồi. Không để cay quá đâu. Mặn quá. Nhầm. Cay thì còn ăn được chứ. Đây, thú vị trên này các bác. Chắc đều rồi đấy nhỉ. Ngâm lại tí nước. Cái miếng này để cho hai bé đây, đổ cho tí muối. À, phòng này có cái sắt để nướng thịt không? Nhưng mà chưa có than này. Nghĩa là em đi chặt một cái tre nhỏ nhỏ như thế này này, bằng để anh xiên vào thịt để nướng ấy. Bé bảo đi đâu? Đây chị. Ở đây không có chó đâu đúng không? Sợ nó chó ăn thịt bên nhà mình ấy. Bên này ấy, nhưng có những cái cây tre nhỏ nhỏ chứ. Em xem ở chỗ gốc tre ạ. Chặt bằng này thôi. Dài bằng này thôi. Quá khó khăn. Em ấy không có hiểu tiếng phổ thông. Chặt một cái cây tre cho mình nướng thịt. Đấy, không có chỗ ngủ để nằm bên này đây. Hãy ngồi đấy nhá. Ngồi đấy tí nướng thịt cho nhá Sơn nhá. Nhá. Đây là hiện tại bây giờ đang đợi phòng đi chặt tre và nướng thịt. Thịt mà cho Sơn ngâm cái với chẩm chéo của nhà cháu đây. Thưa các bác nhá, để chẩm chéo của nhà cháu. Thì các bác mà có mua chẩm cháo thì các bác liên hệ qua cái số điện thoại là 0369 641 704 mà có trực tiếp ở trên nắp chẩm cháo các bác nhé. 90.000, hiện tại bây giờ là 90.000 một lọ nha. Các bác cứ lấy 3 lọ thì sẽ miễn ship, và 4 lọ là tặng một lọ cho các bác. Hiện tại đang đợi lửa để nướng thịt. Có thể là buổi chiều trong ngày hôm nay sẽ cháu sẽ cố gắng để lát xong cái nền để cho gia đình còn có chỗ để vào đi vào ngủ, rồi còn mình đổ bên ngoài các thứ. Thì lúc mà mình ở trong nhà mình vẫn có thể làm được, nhưng mà chắc chắn là phải đào ở xung quanh nhà thấp hơn một chút, rồi như vấn đề là cháu nói đấy, để mình lát đỡ phải cao hơn bên trong nhà, mình đổ nền đỡ phải cao hơn á, đổ bê tông cả ở bên ngoài để cho sạch sẽ luôn các bạn. Rồi ok, chặt đúng hai cây tre rồi đấy. Bảo là đi chặt tre nhỏ mà không có tre nhỏ nữa chứ. Rằng tre nhiều thế. Hồi xưa là ông không cho đi học à? Không à? Lớp mầm non cũng không học luôn. À nhưng mà 4 tuổi 5 tuổi chỉ có đi chăn trâu thôi. Ui. Sau là 12 tuổi là
trồng cái chuối mà cái chỗ ăn ăn nhiều thế nhỉ? Cái chỗ bác. À, 12 tuổi là tự trồng chuối rồi. Sao lại con trâu bác là như nào? Con trâu bác hay rồi đấy. Là sẽ tàu kia con trâu ăn hết được chứ? À, con trâu ăn hết á? Nói về mình không hiểu. Nói là con trâu bắt hết con quả, con trâu bắt hết cây chuối. Con trâu ăn hết. Đấy, nói họp nói tiếng phổ thông nhá. Con trâu ăn hết cây chuối. Thì nó đúng rồi. À, ý là thế. Hôm lấy vợ là không có đám cưới gì luôn. Có chứ. Vợ có đám cưới không? Có mà. Có ai làm cho? Chú của phụ công đấy. Chú làm á? À. À, chú làm cho. Làm một tiền thì không được than. Đám cưới là mất bao tiền? 20 triệu. Thế là mình không cần mất tiền à? Không cần, là lấy một con lợn thôi. À, một con lợn à? À. Thế là vợ là cũng ăn hỏi đàng hoàng đúng không? À. Thế có cái tre này xiên thêm một xiên nữa. Ngày xưa thầy đấy còn không biết đến trường lớp là cái gì luôn. À, bây giờ là em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 20 tuổi. Năm lấy vợ là 15 tuổi. 20 tuổi là 3 con rồi. 20 tuổi mà lấy vợ mà 3 con lấy vợ thì không. Anh 28 29 tuổi là 1 con. Để xiên cả cái miếng này. À, em cứ để đấy, nó không cháy đâu mà. Cháy không? Không, cái này làm sao mà cháy. Nhưng mà hiện tại bây giờ tại vì em bỏ cơm ra ngoài hơn một tí nữa, anh sợ là nó sẽ bị cháy cơm á. À, em bỏ ra ngoài một tí. Đổi chiều đi. Đúng rồi, đấy. Đổi chiều cứ kệ nó ở đây. Lên nấu ăn chẳng khác gì trong rừng cả. Có mỗi cái song nồi. Còn lại cái gì là mình cũng phải tự làm hết các bạn. Như có thịt là mình phải nếu như thế này. Ở về đi. Không, nhưng mà thật ra mọi người hun khói là cũng ngon mà. Ờ, thịt hun khói ngon hơn mà. Ờ, thịt hun khói, cái mùi khói này ngon mà. Ngon hơn cái mình nướng. Em ơi, Phóng ơi, em bỏ cơm ra ngoài đi. Bỏ hẳn cơm ra ngoài. Đấy, bỏ hẳn ra ngoài. Đấy, cái loại ngô kia mà. Nắp vào. Mới giờ nó tới trâu lộn chỉ có ý mà nó dạ. Mới giờ nó dạ, trâu có lộn gì. Ừ, là bé đói rồi đấy, bé bảo ăn cơm rồi. Nếu mà bé ăn thì cứ lấy cho bé ăn đi, em ạ. Bé bảo ăn cơm. Nhưng mà chưa có dao gì, thường là các bé có ăn dao đâu. Chăn nước không thì mà ăn mà. Nhiều kiến quá. Đấy, bỏ ra rồi em nắp vào nhé, tí nó bụi bảo hết. Đấy, ngồi vào đây đồ ăn cơm rồi này. Quá tội luôn. Không, đi rửa tay, chân tay đi. Rửa tay rửa cả mạng cho bé nữa. À, thực ra trên này thì ở vùng cao này thì khó sạch lắm. Các bé khó lắm, bởi từ bên ngoài này ra ngoài này đều đã đất rồi. Nếu mà không thì trang cái nước lọc. Lấy tí cái nước lọc này trang này. Thường là cứ ăn cơm không như thế này á. Không có gì ăn là cứ ăn cơm không như thế này à. Trời ơi. Các bác xem cái chân này. Dép thì là tòng quá. Ừ, không, nhưng mà các bé vùng cao là vốn dĩ như này các bạn. Với lại thêm nữa là gia đình hoàn cảnh như này, có cơm ăn đã là cái tốt rồi. Ngoài ra ở bên ngoài này đâu đâu cũng toàn là đất bùn hết.
chỉ mua rau à. À bà rau à. Thế thì à, thế thì nấu nha. Đây thế thì bảo bảo rau thì đợi một tí nướng thịt đã. À đây được không, tội nghiệp chưa kìa, hỏi xem rau đâu nhỉ, đỏ như thế này mà cũng hỏi bố là rau đâu, không có rau à. Nào mua mua sả không nghịch, không nghịch giờ nó rau à, ăn rau à. Thế thôi bây giờ anh bảo em lấy cái này bỏ vào đây này, lấy cái kiềng ấy, cái kiềng này, và đi rửa một cái nồi về chuẩn bị nấu rau cải luôn, nấu rau cải luôn, sau đó là lấy than nướng thì sao, hiểu không? Ừ. Bây giờ em thổi cháy vào, bảo bé đợi một tí. Ôi ôi bụi thế, bảo bé đợi một tí, đợi một tí bố nấu rau. Nhưng mà thế là sao mà ăn được? Không ăn. Thế đợi một tí, đợi một tí. Cứ nấu thôi, em nấu thôi. Khó hết cả một bầu trời. Bé đang đói và buồn ngủ nữa. Em đang đợi bố chuẩn bị nấu rau khẩn trương cho bé ăn. Ngồi đây đợi rau đây. Cái này nóng nhá con nhá. Bé buồn ngủ lắm rồi em ạ. Này sắp ngủ rồi à. Ngủ kìa. Nói ngá này, ngá này, ngủ ngá này. Thôi thôi bé, bé em dỗ, dỗ con ngủ luôn đi. Thế em nhà mình không có mớ à? Ôi ôi, thế sáng không cháu lại tưởng là có mớ chứ. Đây này các bác này, bảo em đi lấy nước về nấu rau, rồi cuối cùng chỉ có bỏ nước không như này thôi, không có mớ, không có dầu ăn gì luôn. Trời ơi là trời, đúng là quá hoàn cảnh. Không có mớ gì này nấu làm sao mà ngon. Lúc sáng thì cháu có mua những cái đồ ăn này. Lúc đó mình tưởng là những cái này gia đình bình thường là chắc phải có một ít. Nhưng mà thì ra là bây giờ bắt đầu mình thấy nấu thì một tí tẹo dầu ăn cũng không có. Mỡ thì chắc là trên là mọi người hay gọi là mỡ. Còn muối thì chỉ có bằng này thôi này các bạn này. Đấy, muối có bằng này thôi. Quá tội nghiệp luôn. Em ấy thì thực tế quá trẻ, thành lập gia đình không đi học, mồ côi cha mẹ nên là thành ra là không biết một cái gì hết các bạn, không biết làm cái gì. Kể cả như này nếu mà có chỗ để làm thuê, đi làm thuê người ta cũng ít khi người ta lấy, tại vì không có một cái tay nghề gì hết các bạn. Thịt nướng thì chưa chín, hôm mai nấu được một tí vừa nay bố nấu được một tí rau cải là nấu chay thôi các bác ạ, chay thì không có một tí dầu ăn hay là mỡ gì cả. Mà bây giờ là không lấy, không lấy bố nuôi luôn, có tí rau cải như này là ngồi tự ăn luôn. Đấy, nhìn ăn rất là ngon này. À, không cho nuôi à? Cho thì không cho nhiều rồi, sợ thế nhỉ? Có 2 tuổi á? À? Cho sợ chứ, cho sinh mai thì không cho đi. Ừ. Cơm ăn không cho, không không lấy người khác cho cơm ăn luôn. Tự ăn thôi. À, giỏi ấy nhờ. Cho thì sợ là không ăn được thì cho sợ. Có 2 tuổi mà đã tự múc ăn như thế này. Có 1 tuổi thì có ăn con rồi. Ừ, 1 tuổi là tự ăn con rồi. Con ăn con, là con tự ăn, thế là phòng lại nói là con ăn con. Trời ơi, đáng yêu chưa? Uống mím chưa? Rau cải không, ăn rất là ngon. Hồi nãy là phòng muốn đi mua, à đang đi mua chứ, đang đi mua nước với này non bia thì chẳng pha một ít chấm chéo về. Ở đây thì thực ra thì tại vì gia đình hoàn cảnh ấy, đây các bạn, đây là thành ra là mình cứ có cái gì thì mình dùng cái đấy thôi, giống như kiểu đi rừng thôi. Đây vào đây này, Phương Mai này, vào đây ngồi đây. Ở đây ngồi đây này. Tán à? Sân đâu, rửa chân cho Sân rồi đưa Sân vào đây nằm đây. Ừ. Đây sạch rồi, nằm đây. Đây các bác, các bác cứ khi mà chẩm cháo của nhà cháu các bác cứ để vào, rồi là các bác bỏ nước hoặc là các bác vắt thêm tí chanh vào.
là đủ gia vị rồi nhá. Đủ gia vị rồi, mình muốn thêm cái gì cũng được, nhưng mà thêm ít tương ớt cũng được, không thì để như này cũng được. Ui, cái này phải cắt ra đấy, chứ đầu kia bẩn quá. Em mua ở tủ lạnh hay là ở ngoài đấy? À tưởng sợ là em đi lấy lại lấy ở ngoài. Đưa Phương Mai thứ rửa chân rồi vào trong này nhé. Nhà cửa sạch sẽ là phải rửa chân nhá. Nãy vào đây ngồi đây này các bác này. À phòng bê cơm về đợi, về bên này. Nóng quá các bạn. Ở miếng này là cho trẻ con nhỉ. Wow, hấp dẫn đấy các bạn. Chờ muốn thử một miếng xem như thế nào. Đây, bên trong hơi đỏ đỏ một chút này. Giờ mình chấm một miếng chấm cháo ăn trước xem nào. Đấy, mời các bác nha. Ngon quá. Đấy, cho Sơn nè. Vào bên trong này làm đây. Tí nữa lấy miếng thịt cắt về. À, thích ăn ăn thịt không? Nó khô. À, ăn thịt à? Nhị à? Bé Sơn nói tiếng, tức là nói tiếng Mông ra có tròn không? Mẹ. Có cảm giác tròn, sói tròn không? Có chứ. Có à? Ừ. Đấy, bây giờ là cái miếng này là của cho các bé đây. Bây giờ tay của anh có cay không nữa. Ồ, thất bên kia thất khô rồi đúng không? Chắc muốn cắt nhỏ phải lấy thất. Nuôi Sân à? Còn chị nói. Trên chỗ này chỗ có ớt này. Tại vì tay anh có dính ớt. Mẹ Sân không biết có ăn được cay không? Chắc chưa ăn bao giờ, sợ không ăn được cay. Cá bột cả. Ngon không? Đấy, có nhà xay rồi nhá. Mấy nữa là rửa sạch sẽ chân tay là cho con nằm ở đây, nằm dưới sàn nhà cũng được. Để một cái gối cho bé đỡ lên đầu á, nhá. Ừ. Đấy, sau đó mình cũng đỡ vất vả hơn. Mình làm cái gì đó thì cứ bé nằm dưới sàn. Ôi, để ngoài này luôn. À chà. Đây. Cắt miếng này của các bé trước đây, tí nữa dính hết. Rồi, ngồi đấy ngoan nha. Dao này hơi sát một tí. Cái miếng da này thì các bé không ăn được. Dạ. Cần tôi cần tỉ nó à. Đây, để riêng ra này. Ok, cần nó tan này. Tôi đưa. Đây, xem này có chín không. Wow. Quá ngon rồi các bạn ạ. À. Dân tí là dần cho. Ui trời. Ấy. Vẽ Phương Mai là nằm xuống đấy đấy luôn. Thích quá là nằm xuống luôn. Và vợ vào trong này đi. Vợ ăn cơm thứ vào trong này. Về đây tí vợ ăn. À, thế ăn sao ạ? À? Vợ chẳng ngại. Không, nhiều trường hợp là mọi người thấy là tức là tùy vào từng dân tộc nữa. Nhiều trường hợp dân tộc có người là người ta phụ nữ người ta không ăn chung, không ăn chung với mình. Nhưng mà vợ ăn thì để một tí để thì cho vợ. Mấy hôm nữa. Chắc đó chị. Đây, miếng này là xương này. Quá ngon luôn. À, vừa nãy đây Phương. À, vừa nãy là Phương Mai có phải là đang ăn cơm là đòi thịt đúng không? Vâng. À, tại vì thịt chưa chín. Bây giờ lâu quá không ăn thịt rồi đấy. À. Thịt. Những cái miếng bên trong này chắc cũng không cay đâu. Ăn cái này không? Ăn cái này không? Cái này không ăn được chứ. Béo lắm này. Đấy, và các bác thấy là bé Sơn kìa. À, thích cái bây giờ cũng muốn gồng lên để lên đấy, muốn đi đấy. Sơn muốn đi đúng không?
lâu lâu á, có một số lúc lâu lâu là gội đầu cho bé nha. Đấy, tội nghiệp chưa? Cũng muốn hiểu biết là cá nhân bản thân mình không thể đi lại được đấy. Quá tội luôn. Ui. À, hình như là bé Sơn muốn gồng dậy hay sao ấy. À đây em lấy miếng thịt này xé cho bé, nhưng mà bé muốn ăn. Đấy, bé muốn về về bên chỗ này đấy. Ui. Phóng. Thích quá nhờ. Phương Mai ăn đi. Ăn thịt đi. Ok được rồi. Em ơi, ăn đi. Có uống lon bia không? Không làm à? Chưa uống bao giờ? Từ nhỏ đến giờ chưa uống ra. Đấy, thế đổ nước uống. Này, đổ nước ăn cơm hay đổ nước uống? Hai bé là vừa nay ăn cơm rồi đúng không? Cho một tí nước bé. Bé đổ nước, cứ đổ nước uống. Đây, cháu mời các bác ăn trưa cùng với cháu ở nhà phòng nhá. Cũng ngồi này nhà cũng sạch sẽ rồi. Để mình ngồi đây ăn cùng với phòng. Đây này, em đổ vào cái này riêng này. Thế vợ ăn sao à? Rô một cái nào. Lần này có nền nhà cố gắng sạch sẽ quét để các bé làm như này cho làm ngồi ở đây cho đỡ bẩn nhá. Ok. Thế mời các bác uống bia cùng cháu nhá. Hôm nay cũng là nhiều mọi người ở đây giảm 14 á, mọi người vẫn chơi giảm. Thế uống bia không Sơn? cho một tí nước vào Sơn đi nhá. Vậy. Đây, mình xem thử xem nào. Thử xem cái chấm cháo nó có ngon không? Chấm thử cái này xem. Khi là muốn dùng tay quen, muốn dùng tay ăn. Ăn đi. Sao thế nó mò vậy à? Nhớ đi. Ăn nó phần nó. Đây. Tuyệt vời đấy. Ăn được thịt béo. Nó vừa vào nước vừa ăn. Sơn ăn cơm chưa? Cơm. Ăn rồi đúng không? Video này ngày hôm nay thì cháu cũng xin kết thúc tại đây các bác nha. Cũng rất là cảm ơn tất cả các bác cô chú anh chị đã đồng hành để giúp đỡ cho bác Sơn với gia đình em Phong. Thì trong thời gian tới thì cháu sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bác để giúp đỡ cho những hoàn cảnh ở trên vùng cao các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.